Xin chào tất cả anh chị, trở lại với shop Beta HCM. Hôm nay em lên đợt cá mới nha anh chị. Hôm nay lên đâu đó 22 mã số anh chị ha. Thì những mở đầu sẽ là những cái mã tầm trung cho anh chị tập chơi tập ép. Thì nói chung là tầm trung nhưng mà nó chỉ là tơ hơn mà nó chưa đủ hơn thôi. Chứ form thì cũng rất là ổn nha anh chị ha. Màu cũng rất là đẹp như con số 1 này anh chị thấy ha. Nó là một con multi luôn. Anh chị để ý thì cái form này rất là đẹp. Nó chỉ cần là thời gian anh chị nuôi thêm tầm 2-3 tuần nữa thôi thì nó sẽ lên màu với lại bung form rất là nhiều. Thì toàn bộ cá hôm nay đều là kích thước từ 3.7 cm cho tới khoảng 4 cm luôn đuôi nha. Còn ở phía sau sẽ là những cái con mà hàng đẹp hơn ha anh chị ha. Chị nào mà thích tập chơi ép thì có thể chọn những con đầu đó, mình hoặc là mình chưa có trải nghiệm á, thì mình bắt những con này về mình nuôi thử coi sao đó, coi nó dễ nuôi hay không. Mà những dòng beta thì em thấy là cực kỳ dễ nuôi so với những dòng cá khác rồi. Còn một khi mà mình đã chơi lâu rồi thì mình có thể chọn những cái bé ở sau, những bé VIP hơn để mình làm giống nha. Thì bên em á là mua trống thì tặng kèm máy cho anh chị ha. Mua một mã số tặng một máy, mua dòng nào thì sẽ tặng máy dòng đó mặc cho anh chị. Thì máy anh chị chỉ cần dưỡng khoảng 5-10 ngày quen nước ép được rồi. Đa số mấy máy đợt này nó cũng gần như full màu với lại ôm trứng hết rồi nha. Rồi thì bây giờ em mời anh chị cùng ngắm cá ha. Đã yêu thích mẫu nào thì cứ nhắn cho em qua trực tiếp qua số điện thoại hoặc Zalo, hoặc anh cũng chị cũng có thể là gọi trực tiếp cho em để mình chốt đơn luôn. Em sẽ gửi cá sớm nhất để cho anh chị mình sở hữu những con cá này mình chơi cho cái dịp kịp cái dịp Tết dương lịch này nha. Và cảm ơn anh chị rất là nhiều. Mời anh chị xem clip nha. Thank you.
Thank you.